sáng hôm nay ăn bột chiên hột vịt các bạn, trên đường Phạm Đôn, quận 5, người Tiều Châu nha. Ok, Tiều Châu nắng, Tiều Châu nắng. Rồi, ủ heo quá. Cho các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8 giờ rưỡi sáng ngày 9 tháng 4 2024. Đây là đường Phạm Đôn, phường 10, quận 5. Sáng hôm nay chúng ta đến đây ăn bột chiên nha. Mùi thơm đó các bạn nha. Người Tiều Châu, cô chú trong đây là vừa nói tiếng Quảng vừa nói tiếng Tiều. Đấy. Địa chỉ ở đây là số 9 đường Phạm Đôn, như là Phạm Văn Đôn, phường 10, quận 5, 0918 288 690. Chính xác là số 9 Phạm Đôn các bạn nha, không có chữ Văn nha. Số 9 Phạm Đôn. Đấy, đi hủ tiếu xào là hủ tiếu xào có cực. Hủ hay quá, thơm quá. Tiếu sọc thì tính sao? Đây là Tiều Châu. Dạ, ơi ơi, hậu hậu hậu. Rồi. Cái hộp vịt có lấy hành không? Dạ, có một cái có hành, một cái không hành. Mà cái hộp vịt đó có lấy hành không? À, hai cái đều hộp vịt hết. Hai cái đều hộp vịt là gì? Có một cái là hộp gà hả? Nếu mà làm hộp gà cứ làm cho con, cứ làm đi không sao đi. Nếu mà vậy cho con hộp gà đi, hộp gà với hành luôn. Dạ, rồi không sao cả. Làm hộp gà rồi chứ cho hộp gà với hôm sau hết. Dạ. Dạ. Dĩa nhiêu tiền ở dĩa hả? Hả? Dĩa bao nhiêu tiền hả? À, hộp vịt nó hơi mắc chút xíu. Dạ. Dạ, 45. Dạ. Hộp gà thì 40. Hộp gà 40 là 2 trứng đúng rồi dĩa hả? Dạ. Okay. À, một cái hộp vịt, một cái hộp gà đó. Dạ rồi, cái này là hộp gà đúng không ạ? À, cái này hộp gà nè. Ờ, hộp gà cho hành chứ. Gà lấy hành cho hành. Lấy hành, dạ. Hộp gà thì cho hành, dạ. Hộp vịt cũng có hành. Rồi. Ủa. Ở dưới mình bán từ mấy giờ gì hả? À, 10 giờ mấy giờ vậy? 10 giờ mấy giờ, nhưng mà sáng là coi như 6 giờ bán hả? À, 6 giờ. Dạ. Nè, cái này không có hành. Rồi, cho con cái hành nha. Đây, dĩa bột chiên trứng có giá 40 ngàn đồng các bạn ha. Đây là trứng gà, trứng vịt thì mắc hơn là 45. Ừ, dĩa này có hành. Đang ngồi dưới cây dù, ánh sáng hơi yếu. Đó, đây đu đủ. Đường ớt. Không thấy rồi. Ok. Đây là trứng vịt nè. 45 ngàn đồng nha các bạn nha. Có vẻ hơi ít đó. Rồi, mình ăn xong dĩa bột chiên các bạn ha. Và sau đây sẽ là phần cảm nhận của mình. Đây trên đường Võ Văn Tần, quận 3, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Kế bên cạnh là Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Nhận xét mình. Theo em nha, tất cả mọi thứ cái dĩa nó nằm trên đó thì chỉ là ở mức bình thường thôi. Ừ. Có nghĩa là từ cái phần bột chiên thì em thấy là công việc bột chiên nó khi nó ok đó. Ừ. Nhưng mà nó cũng nằm ở mức bình thường, em có thể kiếm ở một vài quán khác. Ừ. Cái phần trứng chiên cũng vậy, cái cách họ chiên cũng vậy, cái phần cải thảo cũng vậy luôn. Cái phần nước tương để chan vào á thì cái cô pha bỏ pha hơi nhiều dập thành ra nó chua, em phải xin thêm nước tương để bỏ vô, bỏ vô thêm cho nó đều vậy tỷ lệ. Cái phần đu đủ cũng bình thường luôn. Nó kiểu như là cái quán nó ăn chỉ được một kiếp lâu năm của ở khu dân cư ở đó thôi. Ừ. Chứ không phải là đặc sắc gì. Ok. Nếu như
so sánh á, thì em có một vài quán gần nhà em hơn, ví dụ như Nguyễn Chí Nghĩa, cái xe bột chiên Nguyễn Chí Nghĩa, với một cái xe ở trong hẻm Phong Phú, 154 Phong Phú, là cái xe đó là dời từ Chồng Bơ Cơ về, cái xe đó thì lại ngon hơn bên này luôn, và giá cao. Đúng rồi. Bột chiên em phải nói nếu mà giá 40-45 ngàn là hơi cao. Ok. Chỉ có hộp với trứng thôi à mà, nó sao ta? Cái dĩa đó ở trong khu em bán thì chỉ có chừng 30 ngàn à. Dạ. Đó, giá hơi cao. Đây, bây giờ chúng ta để phần sự nhận xét của mình ha. Cái mình thích ở đây đó chính là không gian các bạn. Thì A Dí đó nói chung là có tới hai A Dí nói chuyện rất là vui vẻ, nói tiếng Quảng, nói tiếng Tiều. Thì rõ ràng đây là thuộc về không gian ký ức các bạn. Tức là những người đã từng ăn quen đó thì sẽ cảm thấy là rất là hài lòng. Mình cũng thích cái dịch vụ bên đó. Ở sau đây nhận xét từng phần thì chúng ta thấy là bột chiên chim mềm thì ngon. Cái phần trứng chiên trong đó bao gồm có trứng gà, trứng vịt, có cái độ béo, độ thơm rất rõ, hành cũng thơm, cải sa bấu có cái độ sực sực, mặn mặn, nhưng mà vị mặn vừa phải, thì nguyên liệu mình thấy là ngon. Trong cái chén tương của mình thì có ớt, phần ớt rất là cay và thơm. Cái phần ớt đây làm mình nhớ về một tiệm bán bánh bột chiên và bán bánh hẹ nằm trên đường Tôn Thất Hiệp, quận 11. Cái phần nước tương và giấm trộn thì tỷ lệ giấm trộn hơi nhiều hơn so với phần nước tương, do đó nó sẽ toát lên một cái vị, đó là vị chua. Vị chua nó át hẳn đi cái vị của vị nước tương. Và ở đây mình cảm nhận nếu thực sự họ cho nó thêm chút xíu cái vị ngọt vô, có thể là làm cho nó ngọt ngọt nhẹ lại chút xíu thì nó sẽ ngon hơn. Chung quy lại là phần nguyên liệu ngon, nhưng mà cái phần nước chấm thì nó sẽ hơi chua chút xíu, do đó các bạn phải lưu ý là xin nước tương, hoặc là nói A Dí đừng có sao ta, cho cái tỷ lệ pha trộn là nước tương nhiều hơn, bớt đi chút xíu phần giấm. Nãy em xin mình một chén tương luôn. Về giá cả thực sự mà nói là hơi cao các bạn. Dĩa bột chiên của mình là giá 40, dĩa của mình là 45, nhưng mà cái lượng bột chiên thì nói chung là ít. Với cái lượng bột chiên đó thực tế mà nói là rất nhiều nơi họ sẽ bán giá trong khoảng độ 30.000 đồng. 35.000 đồng là rất là cao luôn rồi đó. Bình thường nó khoảng độ 30 thôi. Và với cái giá tiền khoảng độ 35.000 đồng thì chúng ta thực sự sẽ có rất nhiều lựa chọn về cái bột chiên, chẳng hạn như là khu vực chợ Nguyễn Chí Nghĩa cũng là một chú người Tiều bán cũng được hơn 25 năm rồi thì thực sự là ngon. Chúng ta có sự lựa chọn nằm trên đường Sớp Đức quận 1, hoặc là chúng ta có sự lựa chọn trên đường Tôn Thất Hiệp quận 11, ngoài ra ngay quận nhất trước chợ Thái Bình cũng có bán nữa. Thì mình cảm thấy hơi ngạc nhiên là cái phân khúc giá của A Dí đưa ra là 40-45. Quận 5 thường thì bán đồ nó sẽ giá cao hơn chút xíu, tuy nhiên là cái lượng bột hơi ít. Nếu mà ai ăn mạnh thì sẽ cảm thấy là nó không có đủ mà phải mua thêm. Còn đối với mình ăn buổi sáng nhẹ nhẹ thì mình cảm thấy là ok, cũng được. Như vậy một lần nữa đây là một tiệm ăn mang tính chất ký ức nhiều hơn là về chất lượng. Tại em thấy cái cụm dân cư đó cũng là lâu đời lắm. Đúng rồi. Cho nên là mọi người ăn là ăn theo kiểu như là niềm vui á. Và có mấy cái quán ăn bên Trần Điện, Phạm Đôn là rất là lâu rồi. Dạ. Và nhỏ cũng ăn một hai lần. Okay.
đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bạn tay spray.